Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món nấm bào ngư kho nước tương, một món ăn ngon rất là dễ làm. Nấm bào ngư thì rất là ngọt, ngon, còn nước tương thì có mùi vị hương thơm rất là đặc trưng, rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác nữa, tạo nên món nấm bào ngư kho nước tương rất là thơm ngon tuyệt vời. Món này ăn chay cũng rất là ngon, ăn mặn cũng rất là ngon và rất là được ưa chuộng luôn, nhất là vào những ngày rằm, những ngày đầu tháng và những ngày cuối tháng. Các nguyên liệu và gia vị của mình thì gồm có, hôm nay mình sử dụng một tô nấm bào ngư. Tô nấm bào ngư này thì khoảng 400g. Nấm bào ngư nhỏ nhỏ nhưng mà rất là tươi, rất là ngon nha quý vị. Rồi mình sẽ ngâm qua nước muối trước khi mình kho với nước tương. Nấm bào ngư thì ở miền Tây có rất là nhiều luôn, ở chợ bán rất là nhiều luôn nha quý vị. Các cọng hành lá, các trái ớt, củ hành tím, các tép tỏi. Gia vị thì gồm có muối, bột ngọt, bột niêm, đường cát. Nguyên liệu không phải thiếu đó là nước tương, dầu ăn và nước màu. Các nguyên liệu để làm món nấm bào ngư kho nước tương thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Trước tiên thì mình sẽ cho nước lọc vào trong tô nấm bào ngư. Thì mình cho cũng gần đầy tô nước lọc luôn nghe quý vị. Rồi sau đó mình cho khoảng 3 muỗng cà phê muối bột vào. Mình ngâm nấm bào ngư trong nước muối cũng khoảng 10 đến 15 phút trước khi mình rửa cho nó thật là sạch nha quý vị. Và trong lúc mình ngâm thì mình cũng đảo các nấm bào ngư của mình, nó sẽ thấm đều qua nước muối để cho nó loại bỏ đi hết những cái chất mà không có tốt cho sức khỏe ra ngoài hết luôn nghe quý vị. Và trong lúc mình ngâm thì các cái phần cuống của nấm bào ngư quý vị, các cái phần cây á nó hơi dài hơi dai thì mình sẽ cắt bỏ đi hết luôn nha quý vị. Phần cây và cuống của nấm bào ngư nó rất là dai, không có ngon. Các cọng hành lá thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn, để khi nào nấm bào ngư kho nước tương của mình chín mình sẽ cho vào. Củ hành tím thì mình cũng đập cho nó dập, rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn. Để nữa mình phi và mình ốp vào trong tô nấm bào ngư. Tương tự thì các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn. Một phần thì mình cũng để phi và một phần mình sẽ ốp vào trong tô nấm bào ngư. Ớt thì mình cũng băm nhỏ ra luôn nha quý vị, để khi nào nấm bào ngư kho nước tương của mình chín mình sẽ cho vào. Có cái vị cay cay của ớt cũng góp phần làm cho món nấm bào ngư kho nước tương của mình thơm ngon hơn và đậm đà hơn. Và bây giờ mình sẽ cho các gia vị vào trong tô nấm bào ngư. Thì mình cho khoảng 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, khoảng 1/3 muỗng cà phê bột niêm, khoảng 1 muỗng cà phê đường cát. Và cái phần tỏi với hành tím băm nhuyễn đó quý vị, mình cho cũng một ít vào luôn. Và nước tương thì mình cho khoảng 1 muỗng canh nước tương vào. Và cuối cùng là nước màu thì mình cho cũng khoảng 2 muỗng canh lưng nước màu vào. Các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị ở gia đình mình nha quý vị, mà mình ốp sao cho nó vừa ăn
hợp với khẩu vị ở nhà mình. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong tô núm bào ngư rồi thì mình sẽ đảo đều lên, rồi sau đó mình để khoảng 15 đến 20 phút trước khi mình kho nha quý vị. Tại vì mình để càng hơi lâu thì các gia vị nó sẽ càng thấm sâu vào các núm bào ngư, rồi sau đó mình kho nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon. Núm bào ngư thì ngoài kho nước tương thì có thể mình kho sả, kho tiêu nè, kho sả ớt cũng rất là ngon tuyệt vời luôn nha quý vị. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Hôm nay mình kho trong cái chảo này luôn nha quý vị. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho cái phần tỏi và hành tím hồi nãy mình băm nhuyễn nha quý vị. Phần còn lại mình cho hết vào luôn để mình phi. Và trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên luôn nha quý vị, để cho tỏi và hành tím nó sẽ vàng đều lên. Và sau một hồi phi thì tỏi và hành tím nó cũng đã vàng óng ánh rồi đó quý vị, rất là thơm rồi. Thì mình sẽ cho nguyên tô núm bào ngư vào. Núm bào ngư thì nãy giờ mình đã ướp các gia vị cũng đã hơn 20 phút rồi, và các gia vị cũng đã thấm rất là sâu vào trong núm bào ngư rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào trong chảo mình kho. Trong lúc mình kho thì mình cũng đảo đều lên luôn nha quý vị. Và trong lúc mình kho thì mình cũng để lửa nhỏ nhỏ thôi, để cho núm bào ngư của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm các gia vị từ từ. Và sau một hồi kho thì núm bào ngư kho cũng đã gần chín rồi đó quý vị. Thì mình sẽ cho thêm khoảng một muỗng canh nước tương nữa, để cho núm bào ngư của mình nó sẽ đậm đà hơn và thơm hơn, mùi vị hương thơm của nước tương. Khi mà cho nước tương vào rồi thì mình cũng đảo đều lên luôn nha quý vị. Rồi mình kho thêm cũng khoảng 3-4 phút nữa là được rồi. Nếu mình ăn khô thì có thể mình kho sệt sệt lại luôn nha quý vị. Núm bào ngư mà mình kho với nước tương thì mình không có cần phải thêm nước vào nha quý vị. Tại vì trong lúc mình kho núm bào ngư nó cũng có ra một số nước, cho nên mình không có cần phải thêm nước lọc vào. Và khi núm bào ngư kho, nước tương của mình cũng đã chín rồi thì mình cho hành lá vào. Rồi sau đó mình cho ớt sắc vào luôn. Khi mà cho ớt vào rồi thì mình sẽ tắt lửa luôn nha quý vị. À, núm bào ngư kho nước tương của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Trông rất là hấp dẫn luôn. Món này mình ăn với cơm trắng thì khỏi phải nói, rất là hào cơm luôn. Trông rất là hấp dẫn, nhìn đẹp mắt thì nó sẽ thu hút hơn và ngon hơn nha quý vị. Chuẩn bị mình sẽ múc hết ra dĩa luôn để mình dùng trong bữa cơm ở gia đình mình. Đó, và bây giờ mình múc hết ra dĩa luôn. Hôm nay mình kho đầy một dĩa luôn á quý vị. Dĩa này khoảng 2 đến 3 người ăn là vừa luôn. Nếu nhà mình đông thì có thể mình kho nhiều hơn nha quý vị. Đó, đầy một dĩa rồi đó quý vị. Và bây giờ mình quay cận nè, nguyên dĩa nấm bào ngư kho nước tương cũng đã chín rồi. Nấm bào ngư thì rất là ngọt, ngon. Còn nước tương thì có mùi vị hương thơm rất là đặc trưng, rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác nữa, tạo nên món nấm bào ngư kho nước tương rất là thơm ngon tuyệt vời. Món này ăn chay cũng rất là ngon, ăn mặn cũng rất là ngon và rất là được ưa chuộng luôn. Nhất là vào những ngày rằm, những ngày cuối tháng và những ngày đầu tháng. Và cũng đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi kênh Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.